Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình test giản bãi của Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Xin hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ dàn JVC đến từ đất nước Nhật Bản. Hôm nay lại tiếp tục về tại cửa hàng Nguyên Audio. Đó là bộ dàn JVC mang model MXG75V. Bộ dàn nhìn rất là gấu về tại cửa hàng Nguyên Audio. Rất đẹp quý vị nhé. Bộ này thì thời gian vừa qua thì cũng không có nhiều về thị trường Việt Nam đâu, bởi vì đợt này dịch bệnh Covid nên là cấm biên, cũng rất ít về thị trường Việt Nam chúng ta. Hôm nay thì về được một bộ rất là đẹp quý vị nhé, rất là đẹp, hàng cũng rất là hiếm, 3.600W quý vị nhé. Đây ạ, đằng trước ghi 3.600W đây. Bộ này thì nó chạy 3 đĩa CD, 3 ổ đĩa CD này, tuner này, AM và FM. Tap có nghĩa là hai băng cassette bên dưới. Hai băng cassette thì lâu ngày người ta không sử dụng nên là không còn hoạt động nữa. Nếu mà quý vị và các bạn chúng ta muốn hoạt động thì về chúng ta vệ sinh sạch sẽ hoặc là thay những dây cô loa đi thì nó lại chạy bình thường thôi. Và thêm một cái đường AUX để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh ngoài vào như là TV, điện thoại, laptop, máy tính, rất là hay. Đa số khách hàng mua những cái bộ dàn này về thì đa số sử dụng cái đường line, có là đó là đường AUX, đường kết nối mạng vào. Thứ hai nữa là sử dụng đĩa CD. Cái bộ này thì nhìn rất là gấu rồi. Nguyên Audio xin giới thiệu sơ qua. Đây là nút volume to nhỏ này. Volume to nhỏ và đây là nút chỉnh super bass. Và đây là các chế độ nghe. Và đây chúng ta nick bài này. Nick bài. Và loa thì quý vị nhìn thấy loa đây. Loa thì sử dụng hai chiếc loa bát, một chiếc loa bát đằng trước và một chiếc loa bát bên hông đi quý vị nhé, gọi là loa bát hông đấy, bát sườn đấy, một loa chép giấy và một lỗ thông hơi rất là lớn nằm ở bên trên chiếc loa chép. Tổng kích thước của bộ dàn JVC MXG75V này thì có kích thước là chiều cao là gần 40 cm và có chiều ngang là 80 cm như Nguyên Audio đang để đây. Đây chứ quý vị, trên nóc của bộ dàn này cũng rất là đẹp đấy ạ. Xin quay qua đằng sau cho quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng đằng sau nhé. Đằng sau đây ạ, đằng sau còn rất là mới ạ. Nó có cả đây là dây anten này, dây anten thì vẫn còn nguyên về theo này. Và có cả đường optical vào quý vị nhé, đường optical này. Và đây vẫn còn nguyên tem của hãng JVC dán vào đây. Bộ dàn này chưa mở, chưa bóc ra đâu, tem ra quý vị nhé. Và hai loa thì vẫn còn là tem hai bên đầy đủ. Tiếng của bộ dàn này thì rất là hay. Đặc biệt là tiếng bass. Tiếng bass thì nó đánh rất là mạnh mẽ rồi. Vì nó sử dụng hai loa bass cơ, một loa bass đằng trước, một loa bass đằng sau. Đánh rất là mạnh quý vị nhé. Cái nút super bass này là nút để cho chúng ta chỉnh cái bass sườn. Chúng ta muốn tăng bass thì chúng ta chỉnh cái nút đấy lên thì tiếng bass đánh rất là hay, rất là trầm ấm. Và trước khi vào test thì Nguyên Audio cũng báo giá luôn. Bộ dàn này có giá 6.800.000 đồng, không bao cước phí vận chuyển. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Mọi nhu cầu xin mời quý vị liên hệ theo hai số điện thoại là 0988 036 068 hoặc kết nối Zalo số 0358 237 899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ test đĩa CD cho quý vị nghe nhé. Vị thấy bát của nó đánh rất là sâu rồi. Chuyện sướng số kể nghe những
đời trong ngàn cay đắng, hỏi anh biết hay chăng? Chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, cớ sao anh phụ lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ trang ngưu từng đắng cay video xin được dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip test tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Nguyên Audio. Xin chân thành cảm ơn.